Bản tin thế giới sáng ngày 25 tháng 8. Thủ tướng Anh Johnson dự đoán điều sẽ xảy ra nếu ông Putin thắng cuộc chiến. Tình báo Ukraina cho biết, Nga đang tìm kiếm bia đỡ đạn cho bộ binh từ các thủy thủ. Chuyên gia cho biết Nga đang bắn những tên lửa nào vào Ukraina, đặc biệt loại Kalibr phóng từ mặt đất đã cạn kiệt. Quân đội Ukraina cảm ơn du khách Nga vì ảnh chụp với đồ bơi đã vô tình tiết lộ vị trí của S-400 ở Crimea. Kinh hoàng, 400 người mắc kẹt trong lòng biển suốt 6 giờ đồng hồ, như trong phim bom tấn thảm họa. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin thế giới sáng ngày 25 tháng 8 của DKN TV. Thưa quý vị, châu Âu và thế giới không thể cho phép ông Putin chiến thắng trong cuộc chiến này. Hậu quả sẽ gây ra cái chết không chỉ cho Ukraina. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bày tỏ ý kiến này trong cuộc họp báo ở Kyiv trong chuyến thăm Ukraina vào ngày độc lập của nước này. Theo kênh 24 của Ukraina, trước đó, các sĩ quan Anh đã hối thúc các đồng nghiệp chuẩn bị tinh thần cho việc họ có thể phải chiến đấu chống lại Nga. Vào đêm trước ngày độc lập của Ukraina, dinh thự của ông Johnson ở London đã sáng lên màu xanh lam và màu vàng, màu cờ của Ukraina. Ông Johnson đã lưu ý rằng nếu ông Putin thắng, sẽ không có quốc gia nào cảm thấy an toàn. Điều này có nghĩa là đèn xanh cho bất kỳ kẻ chuyên quyền nào trên thế giới. Điều này có nghĩa là mọi thứ có thể được thay đổi bằng vũ lực, Thủ tướng Anh nhấn mạnh. Người đứng đầu chính phủ Vương quốc Anh đã phát biểu trước Tổng thống Ukraina Zelensky và bảo đảm với ông rằng tất cả các bên của Anh, không có ngoại lệ, sẽ tiếp tục giúp đỡ Ukraina. Đó sẽ là sự hỗ trợ kinh tế và không chỉ vậy. Ông Johnson nhấn mạnh thêm, Anh đã cung cấp cho Ukraina nhiều viện trợ nhất và số lượng vũ khí lớn nhất trong chiến tranh, trong số tất cả các nước châu Âu. Ông Boris Johnson vô cùng tự hào về điều này. Và ông Johnson cũng bày tỏ bản thân ông không nghi ngờ chiến thắng của Ukraina. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Tình báo Ukraina cho biết Nga đang tìm kiếm bia đỡ đạn cho bộ binh từ các thủy thủ. Quân đội Nga đang cố gắng bổ sung quân cho các đơn vị bộ binh của họ từ binh sĩ thuộc lực lượng tên lửa và thủy thủ. Tuy nhiên, có rất ít người sẵn sàng chiến đấu chống lại Ukraina. Kênh 24 của Ukraina trích dẫn công điện của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraina cho biết, họ đã phát hiện ra rằng để bổ sung cho các đơn vị tham gia cuộc chiến chống Ukraina, Nga đang tìm kiếm nhân sự được biên chế trong các đơn vị của lực lượng tên lửa chiến lược. Tuy nhiên, thực sự có rất ít người sẵn sàng chiến đấu. Tính đến ngày 22 tháng 8, chỉ có 1% trong tổng số quân nhân được yêu cầu bày tỏ mong muốn sẵn sàng chiến đấu ở vị trí mới. Các nguồn tin tình báo của Ukraina đã cho biết, chỉ huy các đơn vị và đơn vị thủy quân lục chiến của quân đội Nga đang phàn nàn rằng việc sử dụng binh lính của họ dẫn đến việc họ mất khả năng cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ trong chiến dịch đổ bộ của hải quân. Họ nhấn mạnh rằng do sử dụng lính thủy quân lục chiến đảm nhiệm đơn vị súng trường cơ giới, họ sẽ bị tổn thất đáng kể về nhân sự. Trong số đó, có một tỷ lệ lớn là những người đã có kinh nghiệm đổ bộ và tiến hành các hoạt động tác chiến trên bờ biển. Những người trước khi được gửi đến khu vực chiến đấu chỉ được đào tạo cơ bản trong 2 tuần. Điều này càng làm giảm hiệu quả chiến đấu của các đơn vị. Thông tin tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraina cho biết thêm. Ở một diễn biến có liên quan, chuyên gia cho biết Nga đang bắn những loại tên lửa nào vào Ukraina, đặc biệt Kalibr phóng từ mặt đất đã cạn kiệt. Kể từ khi bắt đầu tấn công Ukraina, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào nước này mỗi ngày. Chuyên gia quân sự Oleg Zhdanov của Ukraina đã cho biết cường độ của hỏa lực tên lửa lớn đến mức quân đội Nga đã cạn kiệt cả tên lửa Kalibr. Chuyên gia này cũng lưu ý, hiện tại Nga đang có các loại tên lửa như tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Point-U trên lãnh thổ của Belarus, tầm bắn 120 km. Đây là những vũ khí có độ chính xác cao, lên tới 150 m. Tên lửa Kh-22 là tên lửa hành trình đối không, là tên lửa cũ của Liên Xô được sử dụng từ máy bay Tu-22M3. Căn cứ của chúng ở khu vực Quất tại sân bay Shaykovka, tầm bắn lên đến 600 km. Đây là loại tên lửa mạnh nhất hiện nay được sử dụng bởi quân đội Nga. Tên lửa Iskander nằm trên lãnh thổ của Belarus và Nga. Tầm phóng của tên lửa này là từ 500 đến 700 km. Độ chính xác của loại tên lửa này lên tới 30 m. Nhân tiện, nó là loại vũ khí rất chính xác. Họ đã không hề bắn trượt khi nhắm vào trung tâm mua sắm, ông Zhdanov nói. Theo lời của ông Zhdanov, Nga cũng đang tích cực pháo kích vào Ukraine từ trên không và trên biển. Tên lửa Kh-101 là loại tên lửa có cánh, nó được phóng từ biển Caspi, từ máy bay ném bom chiến lược. Phạm vi phóng của tên lửa này là 5.500 km, độ chính xác lên tới 10 mét. Chuyên gia quân sự cho biết thêm. Ngoài ra, quân đội Nga ở Crimea và khu vực Kherson đang nã pháo vào Ukraine bằng tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion. Đây là loại tên lửa chống hạm Onyx, tên lửa cũ của Liên Xô, có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu trên bộ. Với nó, Liên bang Nga bắn vào phía nam của Ukraine, tầm bắn lên tới 800 km và độ chính xác là 1,5 mét. Họ chỉ còn lại tên lửa Kalibr trên biển vì tên lửa Kalibr trên đất liền đã hết. Đây là tên lửa chống hạm Onyx, tên lửa cũ của Liên Xô có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu trên bộ. Với nó, Liên bang Nga bắn vào phía nam của Ukraine, tầm bắn lên tới 800 km và độ chính xác là 1,5 mét. Họ chỉ còn lại tên lửa Kalibr trên biển bởi vì tên lửa Kalibr trên đất liền đã cạn hết. Tầm bắn 2,5.000 km, độ chính xác 50 mét. Một tên lửa khác là Kh-555 với tầm bắn lên tới 2,5.000 km, độ chính xác là 100 mét. Ông Zhdanov giải thích thêm. Theo các báo cáo trước đó của Union của Ukraine, tổng số tên lửa hành trình mà Nga sử dụng chống lại Ukraine là gần 3,5 nghìn tên lửa. Tiếp tục với một thông tin có liên quan. Quân đội Ukraine cảm ơn du khách Nga vì ảnh chụp với đồ bơi đã vô tình tiết lộ vị trí của S-400 ở Crimea. Trong những tuần gần đây, đã liên tiếp có những vụ nổ và các vụ tấn công của Ukraine ở Crimea do Nga chiếm đóng. Vào đầu tháng 8 này, quân đội Ukraine đã bắn tên lửa và ném bom căn cứ không quân Shaki ở trên bán đảo, gây thiệt hại nặng nề cho các máy bay chiến đấu và cơ sở hạ tầng của Nga. Theo tờ Thời báo châu Á, ngày 24 tháng 8, trong cuộc tấn công có liên quan, Ukraine đã phá hủy hoặc làm hư hại ít nhất 9 máy bay chiến đấu của Nga. Và âm thanh của những vụ nổ đã khiến một lượng lớn du khách Nga kinh hãi, khiến cho họ phải nháo nhào rời khỏi Crimea. Nga được cho là đã triển khai hệ thống phòng không S-400 trên bán đảo này để đánh chặn tên lửa của Ukraine. Bất ngờ thay, một bức ảnh chụp của một du khách người Nga mặc quần bơi đã lan truyền trên mạng xã hội, tiết lộ vị trí của S-400 và vô tình giúp ích cho Ukraine. Sau khi quân đội Ukraine tìm ra vị trí của S-400, họ không chỉ đăng lại bức ảnh này mà còn hài hước bày tỏ lòng biết ơn tới du khách Nga. Có lẽ chúng tôi quá khắc nghiệt với du khách Nga, đôi khi họ thực sự hữu ích. Giống như anh chàng này, người đã chụp ảnh tại một vị trí phòng không ở gần Epatoria, trong khu vực chiếm đóng Crimea của Nga. Cảm ơn bạn, hãy tiếp tục làm việc tốt. Chuyển sang một tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Kinh hoàng, 400 người mắc kẹt trong lòng biển suốt 6 giờ đồng hồ như phim bom tấn thảm họa. Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 8, một đoàn tàu đã bị hỏng trong đường hầm dưới biển nối giữa Anh và Pháp. Khoảng 400 hành khách đã bị mắc kẹt trong đường hầm dưới biển trong khoảng 6 giờ đồng hồ. Hãng tin AFP đưa tin, sự cố xảy ra vào khoảng 15 giờ 50 phút theo giờ địa phương vào ngày 23 tháng 8. Toàn tuyến đường không hoạt động bình thường cho đến sáng ngày 24. Có khoảng 400 hành khách trên chuyến tàu đã bị hỏng này. Các chuyến khởi hành sau đó từ Calais của Pháp cũng đã bị hoãn. Chuyến lâu nhất là 6 tiếng đồng hồ. Hãng BBC đưa tin, vào chiều ngày 23 theo giờ địa phương, một chiếc Eurotunnel Le Souter, dịch vụ đưa đón bằng đường sắt từ Calais của Pháp đến Folkestone của Anh, đang di chuyển thì bất ngờ phát ra tiếng chuông báo động, đoàn tàu bị ngừng lại và tuyến đường bị đình chỉ sau đó. Vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 23 tháng 8, một hành khách đã nói với BBC rằng tàu ngừng trong hầm, hành khách đều ngồi trên xe, liên lạc giữa công ty tàu kém và hệ thống phát sóng cũng không hoạt động. Sarah Fellows, 37 tuổi, ở Birmingham đã cho biết, cô thấy hành lang của dịch vụ di tản thật kinh khủng. Nó giống như một bộ phim thảm họa. Bạn cứ lao xuống vực sâu và không biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả chúng tôi buộc phải xếp hàng dưới đáy đại dương. Một người phụ nữ đã khóc và một người phụ nữ đi du lịch một mình đã lên cơn hoảng loạn. Một hành khách khác, không muốn nêu tên, thì cho biết, một số người đã vô cùng hoảng sợ vì họ đang ở trong đường hầm. Điều đó thật là kỳ lạ. Chúng tôi đã mắc kẹt trong đường hầm ít nhất 5 giờ đồng hồ. Một hành khách khác từ Kent của nước Anh, Michael Harrison, đã mô tả với hãng tin AFP rằng 6 tiếng sau khi lên tàu, họ mới có thể thoát được khỏi đường hầm. Đường hầm dưới biển giữa Anh và Pháp dài tổng cộng 50 km. và phần ngầm dưới biển dài 37,9 km là đường hầm đường sắt dưới biển dài nhất thế giới. Đường hầm nối giữa Folkestone, Kent của Anh và Calais của Pháp. Theo trang web chính thức của đường hầm này, chỉ mất 35 phút để di chuyển giữa hai nơi. Tổng cộng có 3 đường hầm, một đường cho mỗi đường ray 2 chiều và một đường hầm để di tản khẩn cấp. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Xe tăng Trung Quốc bị mất mặt trong cuộc thi ở Nga. Thưa quý vị, mới đây, một đoạn video đáng xấu hổ về xe tăng của Trung Quốc tại cuộc thi thiết bị quân sự và xe tăng International Army Game 2022 do Nga đăng cai tổ chức đã được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chế giễu của cư dân mạng. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, 61 đội đến từ 21 quốc gia, bao gồm Belarus, Venezuela, Việt Nam, Trung Quốc, Mông Cổ, v.v. đã tham gia cuộc tập trận xe tăng có tên Thăng Biathlon hay xe tăng hai môn phối hợp. Quân đội của Trung Quốc đã gửi chiến xa ZTZ-96B của họ và các nước còn lại sử dụng chiến xa T-72 do Nga sản xuất. Đoạn video được trang NetEase đăng tải đã cho thấy xe tăng ZTZ-96B của Trung Quốc đã nhanh chóng bị xe tăng T-72B3 của Nga vượt mặt. Theo báo cáo, xe tăng ZTZ-96B đạt tốc độ khoảng 50 km/h, trong khi xe tăng T-72B3 đạt tốc độ khoảng 77 km/h. Cư dân mạng chế giễu, ZTZ-96B là chiến xa nhanh nhất Trung Quốc, theo tờ Charles Post. Đoạn video cũng nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Một tài khoản nhận định, T-72B3 không đặc biệt nổi tiếng về tốc độ của nó. Tăng tốc trên chiến trường là một đặc tính rất quan trọng đối với một chiếc xe tăng. Theo tờ Charles Post, xe tăng do Nga sản xuất được các nước khác sử dụng trong cuộc thi cũng thường xuyên gặp sự cố. Chiếc T-72 do đội xe tăng Sudan điều khiển đã va vào lan can trong quá trình vượt qua rãnh. Toàn bộ phần đệm bên cạnh của đường đua đã bị xé toạc khi T-72 của Iran đâm vào đường ống nước bên cạnh đường đua. Và T-72 của Zimbabwe đã bị lạc trong địa điểm thi đấu và lái xe vào sân ở giữa trường đua thay vì đi đúng làn đường quy định. Hai tên lửa chống tăng trên xe bọc thép Boomerang của Nga cũng bắn trượt mục tiêu. Ngoài ra, vào ngày 17 tháng 8 vừa qua, Trung Quốc cũng đã tuyên bố sẽ cùng Nga tập trận quân sự Phương Đông 2022, Oriental 2022 trong thời gian tới đây. Trang Saropov dẫn lời ông Tô Tử Vân, Giám đốc Viện Tài nguyên Chiến lược của Học viện Quốc phòng Đài Loan, đã chỉ rõ mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow. Tôi chỉ nghĩ rằng cách tiếp cận của Bắc Kinh có thể tạo ra nhiều phản ứng chiến lược cho chính họ, bởi vì khi họ càng làm như vậy, thứ nhất là họ đang đứng về phía Nga, một quốc gia độc tài, coi vũ lực như là một phương tiện để đạt được lợi ích chính trị. Thứ hai là hiện thực hóa lý thuyết về mối đe dọa từ Trung Quốc. Do đó, những hành động chiến lược này của Đảng Cộng sản Trung Quốc thực ra không giúp ích gì cho bản thân họ. Tiếp tục những vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc hết tiền, làn sóng phạt tiền trong dân chúng ngày càng lộ liễu, 15 thành phố tăng hơn 100% nguồn thu. Thưa quý vị, tài chính địa phương của Trung Quốc đang trong tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Có thông tin cho rằng họ đang sử dụng nhiều hình thức phạt tiền để kiếm tiền. Đã có những lời phàn nàn từ người dân. Quốc vụ viện của Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây đã yêu cầu các chính quyền địa phương nghiêm cấm việc sử dụng tiền phạt để tạo nguồn thu. Các học giả tin rằng Bắc Kinh lo lắng nền tảng cầm quyền của mình đang bị lung lay và đã ban hành các mệnh lệnh hành chính để điều chỉnh các chính quyền địa phương, nhưng không có tác dụng gì và các vấn đề xã hội của Trung Quốc vẫn chưa hề được giải quyết. Vào ngày 17 tháng 8 vừa qua, Văn phòng Quốc vụ viện của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành quyết định nghiêm cấm sử dụng tiền phạt để tạo nguồn thu và nghiêm cấm việc sử dụng tiền phạt để xếp hạng hoặc làm chỉ số để đánh giá hiệu quả hoạt động. Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm nói trên trong bối cảnh chính quyền các địa phương đã phạt tiền theo nhiều cách khác nhau. Theo Shohu, tính đến ngày 19 tháng 8, Cục Quản lý thành phố Trịnh Châu đã đăng 740.000 thông báo nhắc nhở vi phạm đỗ xe trong 20 ngày. Vào ngày 21 tháng 8, Cảnh sát Giao thông và Cục Quản lý thành phố Trịnh Châu đã phát động một đợt kết hợp chấn chỉnh trật tự đỗ xe. Người dân Thành Đô còn tiết lộ trên mạng xã hội, việc đỗ xe trái phép ở Thành Đô đều là nhắn tin cho chủ xe di chuyển xe trong vòng 10 phút và không có giấy phạt. Nhưng không hiểu sao, lần nào cũng nhận được tin nhắn sau nửa giờ thông báo. Chính quyền địa phương dựa vào việc bán tài sản và phạt tiền để tạo ra nguồn thu. Trang NetEase gần đây đã xuất bản các bài báo có tiêu đề 4 điều cho bạn biết chính quyền địa phương hiện đang thiếu tiền như thế nào và tài chính địa phương bước vào thời điểm rất ma huyễn. Tiết lộ cách thức chính quyền địa phương thiếu tiền đã tạo nguồn thu bằng cách bán tài sản và phạt tiền. Hiện tại, hai bài báo đã bị xóa và được hiển thị lỗi 404. Tuy nhiên, tiêu đề của các bài báo vẫn có thể được nhìn thấy trong kết quả tìm kiếm. Một bài báo tương tự vẫn tồn tại trên trang Chihu, một trang web hỏi đáp xã hội nổi tiếng ở Trung Quốc, đề cập rằng Sở Giao thông của một quận ở Sơn Đông đã phát minh ra một loại vé khuyến mại và còn tính tiền phạt hàng tháng thành vé tháng. Điều này có nghĩa là các tài xế xe tải chỉ cần trả trước tiền phạt hàng tháng từ 1.000 đến 2.000 tệ là có thể được bảo đảm việc đi lại không bị cản trở trong tháng, bất kể xe chở quá tải hay là không. Có quận còn bán vé, mua 10 tặng 2, trả tiền mua vé cho 10 xe thì có thể nhận vé tháng cho 12 xe. Cũng có thông tin cho rằng vé tháng vẫn rất hot và các tài xế xe tải địa phương về cơ bản đều đã mua chúng. Ngoài việc phạt tiền, chính quyền địa phương còn bán tài sản để tạo ra nguồn thu. Trong đó, chính quyền Tứ Xuyên đã mở bán gói, quyền dựng gian hàng, cộng xe tham quan ở trong các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Lạc Sơn Đại Phật. Quận Lãng Trung ở thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên đã từng ra thông báo bán đấu giá, nhượng quyền bán căng tin trường học, học viện, công ty nhà nước trong 30 năm tới, nhưng sau đó đã bị đình chỉ. Tại 15 thành phố, nguồn thu từ tiền phạt và bán tài sản đã tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính quyền địa phương kiếm được nhiều tiền từ tiền phạt trong dân chúng. Theo các báo cáo gần đây của Southern Weekend, thống kê về nguồn thu của hơn 300 thành phố cấp tỉnh trên toàn quốc vào năm 2021. Trong đó, 111 thành phố cấp tỉnh đã được công bố, 80 thành phố cho thấy nguồn thu tăng trong năm 2021, chiếm hơn 72%. Trong số đó, nguồn thu từ tiền phạt của thành phố Thanh Đảo năm 2021 đứng đầu danh sách với 4,377 tỷ nhân dân tệ, tăng tới 127% so với năm 2020. Có 15 thành phố có mức tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái, và Nam Sương, Giang Tây có mức tăng lớn nhất là 151%. Thời báo The Epoch Times trích dẫn lời cư dân mạng đã chỉ trích mức phạt ngày càng gay gắt và phiến diện của chính quyền. Họ cho rằng địa phương nào càng hủ bại, càng không biết xấu hổ. Thật hạnh phúc, GDP tương lai phụ thuộc vào bạn. Hiện tại, dữ liệu tài chính của thành phố do chính phủ tiết lộ có thể được trích xuất ngẫu nhiên, và qua đó có thể thấy được mức độ nghiêm trọng. Tỷ lệ chi ra trên nguồn thu của thành phố Nam Sung là 3,7 lần, tỷ lệ chi trên nguồn thu của quận Lãng Trung Tứ Xuyên là 3,6 lần, trong khi tỷ lệ chi ra của huyện Phật Bình, tỉnh Thiểm Tây là gấp 20 lần so với nguồn thu. Phân tích: Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền lo sợ dân chúng sẽ nổi dậy. Ông Trần Duy Kiện, một người làm truyền thông kỳ cựu và là tổng biên tập danh dự của Mùa Xuân Bắc Kinh, nói với thời báo The Epoch Times rằng mỗi khu vực hiện có các mức phạt khác nhau. Thông báo của Quốc vụ viện của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn không thể loại bỏ tình trạng phạt tiền bừa bãi này. Không biết trước đây mẫu văn bản hành chính này đã được ban hành bao nhiêu lần rồi. Ông tin rằng nếu như Quốc vụ viện Trung Quốc thực sự muốn chấm dứt tình trạng hỗn loạn này, điều đầu tiên cần phải làm chính là dẹp bỏ tất cả những cơ quan không được thành lập chính thức như quản lý đô thị và an ninh khu phố. Bộ phận những người này đều là dựa vào tiền phạt để tồn tại. Ông cũng phân tích thêm rằng khi chính quyền địa phương kiếm được nhiều tiền từ tài chính đất đai, chính quyền địa phương sẽ tự mở rộng biên chế nhiều lần. Ngoài ra, các tòa nhà văn phòng chính phủ ở những nơi khác đều xây dựng rất đồ sộ và xa hoa, chi phí bảo trì cũng rất lớn, giờ cũng chịu không nổi. Không chỉ nhiều thu nhập xám, tức là trợ cấp làm thêm giờ, thưởng đột xuất, vân vân của công chức không còn, mà thậm chí có người còn không được trả lương. Ông Lý Nguyên Hoa, cựu phó giáo sư tại Trường Đại học Sư phạm Thủ đô ở Bắc Kinh đã cho biết, các chính quyền địa phương thường dựa vào việc bán đất đai để có nguồn thu tài chính. Nhưng do sự sụp đổ của các công ty bất động sản, nguồn thu tài chính cũng không còn. Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, dịch bệnh và nhiều lý do khác, nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng đã ngừng hoạt động. Chính quyền địa phương muốn cắt tỏi tây, ý chỉ hành động bóc lột người dân cũng không có để cắt nữa. Bây giờ, họ nghèo đến mức không trả được lương. Chỉ trông chờ vào nguồn thu bằng cách bán của cải, bán tài sản và phạt tiền dân chúng, khẳng định dân chúng rất phẫn nộ. Ông cũng tin rằng chính quyền trung ương không thể giải quyết được các vấn đề tài chính của địa phương, nhưng họ sợ nhân dân nổi giận và phản kháng. Điều này đe dọa trực tiếp đến sự cai trị và cầm quyền của họ. Vì vậy, họ hy vọng sẽ giải quyết được những bất bình của người dân và sử dụng loại mệnh lệnh hành chính này để điều chỉnh một chút, nhưng không thể đóng bất kỳ vai trò lớn nào. Vị giáo sư của Đại học Sư phạm Thủ đô Bắc Kinh còn nói thêm, giống như tiền phạt theo tháng của tài xế xe tải đã xuất hiện, Cái này là phương pháp tương tự như ăn cướp, miễn là lấy được tiền, không quan tâm đến chuyện gì khác. Ông Phùng Sùng Nghĩa, một giáo sư tại Trường Đại học Công nghệ Sydney của Úc, cũng nói với thời báo The Epoch Times cách đây không lâu rằng từ góc độ kinh tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến mức không thể không sụp đổ. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thế giới sáng ngày 25 tháng 8 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.